Hello, chào tất cả mọi người. Tiểu đội chúng tôi đi bẻ bắp đây. Chúng ta xem nhé. Đây, một tiểu đội đây. Đi bẻ bắp đây, chuẩn bị bẻ bắp này. Một chiếc xe công nông, chiếc nông cầu đẩy. Một tiểu đội trẻ đi bẻ bắp đây. Đi bẻ bắp mà thương gần xong rồi, còn xíu nữa là bẻ xong là về cái điều. Đây chất lên một đống trong xe. Bỏ bắp của đồng bào. Đang tới xe bị lầy. Xe cậu đấy. Xe đã lên đèo Gia Vua, đã gần tới đỉnh dốc rồi. Mọi người đang chờ lên dốc rồi để lên xe về. Cả ngày hôm nay bẻ bắp. Dốc thẳng đứng. Xe đã về tới nhà, xe chở bắp đã về tới nhà rồi. Mấy đứa nhỏ đang xuống xe.